Có nước sôi ồ một luôn. Cá dây cho sao không cá? Ngon. Rồi có nước mắm mà phải không? Chở vô luôn, nước mắm á, nước mắm tỏi ớt. Nắm mấy cục thịt heo lên giờ đang nóng, ăn bóp một cái mỡ nó chảy vô. Tóm lại. Rồi bỏ ăn vô luôn nha. Rồi chờ sôi lên cái nữa là bỏ bắp chuối vô. Rồi cái nắp đó. Nắp này ở đây mới có thôi. Nắp này đây mới có thôi, xài phố làm gì có.